con. Sẹo vào tay. Vào tay nào, vào tay. Vào tay nào. Vào tay thẳng. Vào tay ngon. Thích sao phải vào tay. Nó thích ăn nít lắm ý. Đó, lại đây nào. Quá ngon không? Quá. Xin chào các bạn nha, các bạn ơi. À đây là quả mít hôm nay nhà chị gái mình cho nhá. Mình bổ cho hai bé với cả nhà ăn nhé các bạn. Quá ngon không này các bạn ơi. Ôi để mẹ lấy giấy để lau nhựa con, phải dính nhựa vào tay. Từ từ đã. Đây. Bo ơi, để lại lấy mẹ thùng rác đi con. Nào nhanh lên. Ra đây. Ngồi đây, ngồi đây. Nhìn nhạt thế này. Nhạt à? Nó thơm ạ. Đây, 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 đây. Cháo vị. Hay là chưa chín? Vâng. Anh Tâm. Hình như vị giác của anh bị sao ấy nhá. Móc mãi nó chả được để cho đưa cho ông bà không? Đưa, đưa ông bà bấy nhiêu cũng được. Đưa đi, mình, quay. Này, đây ông bà ăn đi. Ông bà ăn đi. Ông bà ăn đi. Ăn đi. Này, đây, đây. Ăn đi bà. Bán đi. Đây, bác cho Mun bò nha. Ngồi đây con. Mun tạm chứ cái vào lòng mình. Bò. Lại đây con, ngồi đây.
Mun không ăn à? Nhiều anh. Mun đâu? Ngoài kia. Bên ngoài kia. Sợ Mun. Này, kia. Sao? Làm gì để con? Nhức nhau. Ăn sơ thì ngọt, ăn mít cũng ngọt mà sơ. Ăn sơ ngọt hơn. Bon.